Thôi. Cô, bữa nay cô có mua rau của con không cô? Không, rau gì mà xấu quá. Không ai mà chịu mua hết trơn. Thôi, tao không mua đâu. Cô ơi, cô lấy giùm con đi cô. Bây giờ hai đứa em con ở nhà đói lắm, cần tiền lắm cô. Rau, đâu có xấu đâu cô. Cô coi đi, chỉ là hơi hư tí xíu thôi cô. Mày muốn bán thì cứ để đây. Được bao nhiêu mai tao đưa tiền cho. Chứ còn bán không được thì mai ra lấy lại. Cô thông cảm, cô lấy giùm con đi cô. Trời, có bao nhiêu đây mà cũng đòi lấy tiền trước nữa hả? Tao làm từ thiện bán giùm cho. Chứ rau này không ai mua đâu. Không chịu thôi mang chỗ khác đi. Đi đi đi, chỗ người ta buôn bán. Cô mua thì thôi, làm gì dữ vậy? Đây, làm gì coi hoài vậy? Tôi thích tôi coi mà. Mà tụi mình giống Tiểu Yến Tử với Tử Vi quá ha. Ê, anh Cường kìa. Anh lấy đâu mua á, mình lại nha. Ừ. Anh Kim Cường. Ủa, Tục với Hải Loan, hai em đi đâu vậy? Tụi em đi coi anh Kim Cường bán rau muống có đắt không á. Hồi xưa anh là một tên cướp hào quá, trên tay cầm súng, nhưng bây giờ thì dạ tụi em đi mua cám cho thuộc ăn á. Tụi em đi mua cám chai gà thuộc ăn. Mình có gấp gáp gì đâu, hồi nãy bà kêu bà mua rau muống ủng hộ ảnh mà, giờ mua đi. Em xin lỗi anh. Thôi hai đứa có mua cái gì á thì mua đi. Thằng nhỏ có hoàn cảnh tội nghiệp quá phải không bà? Hai ba bữa nay nè, tôi thấy nó không quay lại. Tôi tưởng nó lấy tiền tạm ứng lương rồi bỏ đi luôn rồi chứ. Chứ có ai mà về gia đình nó gặp chuyện thê thảm như vậy. Nó rất là siêng năng, ngoan ngoãn. Tôi định tăng lương cho nó 200 ngàn một tháng. Bà thấy vậy được không? Ông nói cũng đúng ý tôi đó. Kệ, tăng thêm cho nó một chút, để nó lo cho hai em nó đầy đủ hơn. Đúng không? Ừ, vậy cũng tốt. Mai Lan hả? Anh đang làm cái này nè. À vậy hả? Em có chuyện này muốn nhờ anh làm giúp em nha. Cần giúp gì Mai Lan? À chuyện là vậy nè. Mẹ em nhờ em tưới cây, nhưng mà em lười quá à. Hay là anh tưới phụ em nha. Tại lát nữa em phải đi chơi với bạn nữa. Thôi em đi chơi đi, anh làm cho. Cảm ơn anh nha. Kim Hùng,
Nhưng mà ngày mai em cũng đi chơi với bạn á. Vậy hay là ngày mai anh tưới giúp em luôn nha. Ngày mai không được rồi. Ngày mai anh phải có việc. Cái gì? Ngày mai anh tính về thăm nhà. Lại về nhà nữa. Em nói thiệt nha, cũng may á là em không phải là chủ cái nhà hàng này. Em mà là chủ á là em cho anh nghỉ việc rồi. Mới vô có 2 tuần à mà về hoài à. Đại ca, thằng đó kìa đại ca, để đó em xử cho. Anh mày lo được. Thằng kia, đứng lại mày. Nhìn cũng được, để tao mua rau muống giùm cho. Cảm ơn đại ca đi mày. Xong rồi mày về với mẹ nha chưa. Ê thằng kia, mày là cái thái gì mà thấy đại ca của tao mày không chào hả mày? Tao không có rảnh nói chuyện với tụi bay đâu. Mày làm chó gì mà không rảnh hả? Anh cường, tránh ra coi. Tao không tránh đâu. Mày làm gì tao? Tụi này hổ quá mày. Mấy người muốn gì hả? Con này giang hồ quá ta. Muốn hiểu người ta sao hả? Em không giữ lên chút coi. Đánh ra coi. Làm gì vậy? Tụi bay muốn gì? Ngon lành quá hơ. Tụi bay muốn kiếm chuyện hả? Đánh nó đi. Mày chán sống rồi hay sao mà muốn gây sự với tao hả? Con nói gì nữa? Chán sống á? Bốn thằng là một thằng hả? Nhào vô chơi không? Chơi vô. Mày vô sao mày hả? Nhào vô bụi đời quá. Tôi nghe đây, tôi hé lộ đây. Không phải mà ôm tiền bỏ đi rồi sao? Còn quay về đây làm gì nữa? Muốn gặp chủ chút không được sao? Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi. Có chứ, một tiếng nữa tôi đợi ông ở quán cũ. Nhất định ông phải tới đó. Sao nó chưa cút đi mà còn mò về? Tính dở trò gì đây? Ta có chuyện gì không? Nói lại đi. Lâu quá anh em mình không gặp. Hôm nay mời ông chủ uống ly cà phê. Làm gì hốt hoảng quá vậy? Chỉ là chuyện tốt lành thì mày đâu có tìm tao đâu. Thằng em lúc nào cũng tuân lệnh ông chủ mà. Có bao giờ em làm gì bất lợi cho ông chủ không? Ông anh hay nghi ngờ tấm lòng của em Út không à? Mày cần gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nếu anh không muốn dùng cho thì thằng em này nói thật luôn. Ông chủ biết rồi đó, em có cần gì ngoài tiền đâu. Nè, số tiền lần trước á, tao đưa mày rất là nhiều. Tao với mày đã sòng phẳng với nhau rồi mà. Ông chủ nói vậy phũ phàng dễ bút quá. Thằng em này làm cho ông chủ biết bao nhiêu tiền. Phải bảo kê đời sống cho em Út chứ. Số tiền nó xài có mấy tháng hết rồi. Mày nghĩ tao là mỏ vàng hay sao? Tài sản mà ông chủ kiếm của Kim Thành đâu có ít. Nhưng mà để hướng một mình có sao được. Mày, thằng em nó nói vậy chắc chủ đã hiểu rồi chứ. Còn mong chủ đáp ứng cho em. Còn nếu không thì có cách khác à. À, em sẽ... Nói thẳng ra đi, mày cần bao nhiêu tiền? Hơn số lần trước là được rồi. Nếu cứ vài tháng mà tới tìm tao đòi ngần ấy tiền, tao có nước sạc nghiệp á. Ông chủ đã cung cấp tiền cho em thì ông chủ cũng giữ tài sản nó được vài năm. Rồi sau đó ông chủ hết trương lên. Còn nếu để nó bể ra thì chắc hậu quả ông chủ cũng hiểu rồi chứ.
Thôi, thằng em về trước nha. Ông chủ đừng làm em thất vọng nhé. Khốn nạn thiệt. Dẫn xác tới đây, thiệt là trùng hợp đó. Vậy là tụi bay theo dõi tao đó hả? Theo dõi mày? Mày nghĩ mày là ai vậy? Khu nghĩa trang này là của tụi tao. Mày vô mà chưa xin phép, chưa ăn đòn là may lắm rồi đó. Cả cái nghĩa trang này mà tụi bay cũng xí phần nữa hả? Không nói nhiều. Bây giờ tụi tao bắt mày quỳ xuống cho tao. Không á, mày hết đường về đó nhóc. Tụi bay nghĩ tao sợ tụi bay hả? Mày ngon lắm. Mày chưa thấy quan tài mà chưa đổ lệ hả? Mày á, mày lì lợm lắm á, xử nó đi. Mày á, quỳ xuống đi, tụi tao tha cho. Còn không á, mày nhìn đi, thấy rõ gì không? Muốn chết hay sao mà lì vậy mày? Tụi mày còn chơi gì nữa? Cho nó bài học đi. Má, mày chết đi. Mày, mày má. Ây da, chị lên mày. Dí ra nó kìa. Má lại, chị lên lại. Làm cái gì lâu vậy? Lẹ lên! Mẹ nó thằng cắt đảng. Nó chạy mất tiêu rồi. Bực ghê. Má nó cái thằng chạy nhanh thiệt chứ. Tao biết cái nhà kho của nó. Gần nhà tao thôi. Chạy gì nữa? Mày nó. Đi. Đi! Đi mày! Cho ly cà phê đá đi em. Dạ. Anh chàng đó là ai mà giống Liền Đô quá vậy ta? Cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn em. Anh Điền. Ừ. Trời Cúc, lâu quá mới gặp nghe, khỏe không? Trời, khỏe re. Ủa, mà sao anh đi cà phê một mình vậy? Ờ, không. Thật ra là có hẹn với bạn. À, hẹn với bạn gái phải không? Đâu có, tôi làm gì có bạn gái chứ. Trời, tôi thấy anh cũng già lắm rồi, sao ông lo kiếm vợ đi? Chứ không chi vậy? Chủ nghĩa độc thân nó có cái hệ riêng của nó. Từ từ, gấp gáp làm chi? Mà nè, bữa nay làm ở bên ông Quốc Bình có lợi lộc gì hơn bên ông Kim Thành không? Nhắc tới chỉ thêm chán. Giờ mới biết ông Quốc Bình cũng là một con cáo già. Tôi theo ông bao lâu nay mà rốt cuộc cũng chỉ là một thằng lính quèn, không ngóc đầu lên nổi. Chán thiệt. Vậy đó hả? Ừ. Bữa nay cô cũng đi uống cà phê một mình hả? Ừ. Thì buồn rồi uống một mình vậy thôi. Vậy có bạn trai gì chưa? Chưa. Chủ nghĩa độc thân luôn. Ờ vậy. Giới thiệu với em, đây là chị Dung, bạn anh. Hay nói chính xác hơn, có thể hiểu là Dung, bạn gái anh. Bạn gái anh? Trời ơi, ghê nha. Vậy mà hồi nãy nói không có bạn gái, còn bây giờ giải thích làm sao đây? Cô đây là không, em á chỉ là đồng nghiệp cũ chung cơ quan,
với lại anh Điền thôi, chị đừng có hiểu lầm. Ấy mà chị, trời ơi, sao da chị nhiều nếp nhăn với lại khô quá vậy? Chị dưỡng da sao mà để da lão quá dữ vậy? Trời ơi, em nói chị nghe nha, chị lớn tuổi rồi, chị phải biết cách dưỡng da cho nó đẹp, chứ không á, để nhan sắc tàn tạ như vậy khó giữ đàn ông lắm á. Chị biết không, em biết nhiều loại mỹ phẩm lắm á, hiện nay trên thị trường á nhiều loại lắm nha. Chỉ cần xài trong vòng một tháng thôi nha, da mình nó căng ra như vậy nè. Cưa cút nè. Em biết á, có loại nó còn làm giảm nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt như vậy nè chị. Trời ơi, hiệu quả lắm, em nói thiệt đó chị. Để bữa nào em dẫn chị đi mua hả? À đúng rồi, còn có loại này nữa. Cái loại này hay lắm. Cái loại này á, mình xức vô ha, nó làm cho cái mặt của mình không bị chảy xệ luôn á chị. Tao nghĩ là nó chưa về nhà đâu. Đợi chút đi, tự nó dễ gì. Tao mà thấy nó tao đập chết mẹ nó liền. Trắng mà. Chết rồi, đêm nay làm sao ngủ ở nhà đây? Nó chưa về tính sao đây đại ca? Cứ chờ đi, đánh chết mẹ nó. Mẹ nó, cái thằng này liền thiệt. Có khi nào nó thấy mình ở đây không ta? Kệ cha nó. Với con lắm. Kể từ hôm nay con có thể lo cho các em rồi đó ba. Chưa gặp mẹ, con giận mẹ đã bỏ anh em con. Như vậy có bất hiếu không ba? Em về rồi hả?
Ủa, Hải Loan. Dạ. Anh về hồi nào vậy? Anh mới về. Ông bà chủ cho anh về thăm nhà. À, em qua đúng lúc lắm. Vô đây, anh có cái này tặng em nè. Tặng em nè. Cái này là anh nhờ con bà chủ mua cho anh. Chắc là em sẽ thích. Mà sao anh về đây có một mình vậy? Anh Cường đâu? Về đây nãy giờ anh đâu có gặp Cường. Anh tưởng Cường đi đâu vòng vòng trong xóm chứ. Ủa, chứ không phải là sáng nay anh Cường qua tiệm cơm của anh kiếm anh hả? Anh không gặp anh hay sao? Em nói sao? Cường qua tiệm, qua tiệm cơm kiếm anh? Dạ. Anh kiếm Cường suýt mất. Với lại tuổi sớm nghĩa trang á, anh không dám về đây. Anh mới ra tiệm cơm kiếm anh đó. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Dạ. Mấy bữa nay á, anh chưa về nhà nữa. Lúc nãy đi ngang qua nhà, em thấy đèn sáng cho nên vô đây. Em cứ tưởng là anh Cường về rồi. Trời ơi Cường ơi Cường, em đi đâu vậy Cường? Hay là em kêu ba báo công an nha. Ba em thương anh Cường lắm, chắc sẽ giúp mà. Bây giờ anh phải đi tìm thằng Cường liền. Nếu em có gặp Cường á, em nói với Cường về nhà chờ anh nha. Dạ. Bữa nay sao ế quá vậy không? Mà nãy giờ sao đường vắng teo à? Ờ, tôi thấy bữa nay sao nó cũng vắng vẻ quá, hiệu quạnh quá bà ơi. Hay là giờ tôi với ông chịu khó đẩy vô sân banh bán đi, cho nó mau hết giờ sớm không à? Trời ơi, bà nói kỳ khôi quá. Mình bán ở đây, mình ra sao thì mình bán ở đây đi. Ở trong kia đụng anh em người ta không à. Bán buồn gì ở trong đó? Trời ơi, tối ngày cũng sợ kỳ kỳ hoài à. Anh em gì, mình bán của mình, họ bán của họ, chứ có đụng chạm hay giành khách gì đâu mà ông sợ kỳ kỳ. Ông cứ vậy không à. Đã tôi nói rồi, mình sống thì mình lo mình kiếm sống thôi. Chứ còn bây giờ người ta bán trong đó quen rồi, mình bán ngoài này cũng được. Chứ có cái gì đâu mà bà cứ chui vô trong đó bán rồi anh em người ta mít lòng nhau sao? Cứ sợ mất lòng, con ở nhà hai ba đứa, tiền này tiền nọ đủ thứ tiền. Ông cứ sợ mất lòng, không có một cái nhà để ở rồi cứ ở nhà thuê nhà mướn hoài à. Ông cứ sợ mất lòng. Thôi đi bà ơi, ba cái chuyện cũ rích đó mà bà cứ lôi ra bà nói hoài. Cũ cái gì mà cũ? Ngày nào nó cũng giống nhau, lo cũ cái gì mà cũ? Lo kiếm cơm mà lo nuôi con đây nè. Cứ lôi bà cái chuyện xưa tích cũ ông ra làm mà nói như là hoài con à. Của mình ông vậy đó. Không phải con tôi chắc à. Bà nói nhiều quá đi bà ơi.
kìa, khách kìa ông. Bà ra bà mời khách đi, tôi đang chăm ba cái lửa ở đây nè. Bà ra mời đi. Ừ, con ăn gì vậy con? À, dạ con ngồi chút xíu con kêu ạ. Ăn không con? Nóng ngon lắm à. Dạ. Món gì vậy chú? À chú bán bún riêu con ơi. Bún riêu hả? Ờ. Trời ơi, làm con tưởng bún bò. Thôi à, con cảm ơn chú. Ờ à, thôi được rồi, không sao đâu con. Dạ. Không sao đâu. Bà ơi, con dao đâu rồi bà ơi? Thì tôi để trong cái rổ đó, ông kiếm coi. Trời đất ơi, tôi đang sát hành ở đây nè, mà không thấy con dao đâu hết à. Thằng kia. Dạ. Tiền bán hàng của tao mà dám giấu à? Dạ. Mày giấu bao nhiêu lần rồi? Dạ. Anh hai. Anh hai. Anh hai tha cho em đi anh hai. Dạ. Sao? Sao mày? Dạ. Tụi bay. Dạ. Xử nó cho tao, còn nó giấu ở đâu? Dạ. Mày đại ca, ở trong người nó không có tiền. Sao? Nói đi, mày giấu tiền ở đâu? Không lẽ mày giấu tiền mà không nhớ sao mày? Tiền của tao mày giấu bao nhiêu lần rồi hả? Dạ đại ca, em giấu có một lần rồi đại ca. Dạ. Vậy thôi sao? Dạ. Đại ca tha cho em đi đại ca. Đứng lên. Đại ca tha cho em đi đại ca. Đứng lên, mày. Đứng lên. Đứng lên mày. Đứng lên. Mày giấu tiền của tao mà lý do này kia nữa hả mày? Mẹ mày hả? Mẹ mày. Đập chết nó cho tao. Dạ. Đại ca tha cho em đi đại ca. Khu vực này không an toàn đâu. Em sợ. Mày ngu quá. Ở đây là giáp ranh, hoạt động bao nhiêu năm mày không biết hả mày? Đập nó cho tao. Mày. 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 Đại ca tha cho em. Đại ca tha cho em đi đây. Ê mày, chưa chết nữa hả? Thằng hồi sáng đại ca ơi. Thôi đi. Buông tôi ra. Mày gan trời ha. Tao tha mạng cho mày rồi mà mày vẫn vác mặt vô đây ha. Mày theo dõi tụi tao phải không? Dạ không. Không có. Mày dám xí vô chuyện làm ăn của tao phải không? Dạ không. Đâm cho tao. Dạ. Mày. Đại ca. Đại ca. Có sao đại ca? Sao đại ca? Đại ca. Có sao đại ca? Đại ca. Đại ca ơi. Chạy đi. Sao đại ca? Chạy giết người đâu đó. Cảm ơn chị mày ơi. Cảm ơn chị luôn. Đưa đại ca đi. Đưa ta lại. Bằng nói gì vậy? Nói lại đi. Nói được. Nói lại. Nó mới đâm người ta nè. Nó mới đâm người đó. Nó mới đâm anh tôi đó. Alo. Dạ báo cáo anh. Ở khu đất giáp ranh này nè, có một vụ ẩu đả giết người. Anh cho mọi người xuống chi viện giùm em. Đại ca chết rồi mày ơi. Ê, đưa tao uống với. Ê, ai kìa. Ê, làm ơn cho hỏi, có thấy thằng em nào cao cỡ này đi ngang qua đây không? Mày á, là anh của thằng Kim Cường đúng không? Đúng rồi. Sao mấy người biết tôi? Ê, mày không nhận ra tao hả? Tao là cháu của bà Tư ở gần nhà mày nè. Mày không biết tao là phải. Con ông Kim Thành giàu có, gia giáo, làm sao biết tụi bữa đời này? À, tụi bay là đám đòi thanh toán Kim Cường, khiến cho nó không dám về nhà đúng không? Chính tao nè mày. Mày tới đây để tìm em mày đúng không? Vậy đi theo tụi tao, tụi tao sẽ cho mày biết nó ở đâu. Có thật là mấy người biết em tôi ở đâu không? Mấy người đã làm gì nó rồi? Mày cũng thương em trai mày lắm đó. Khôn hồn thì đi theo tụi tao, còn không á thì đừng hòng thấy nó nha mày. Vậy tụi bay dẫn đường đi. Đi. Đi mày.
lo cho anh Kim Hùng quá. Không biết ảnh tìm ra anh Kim Cường chưa nữa. Không. Hả? Mở cửa. Vô đi, cửa không có khóa đâu. Nè, làm gì mơ mơ màng màng như người mất hồn vậy? Hay là mơ chuyện công chúa kêu hoàng tử phô? Không dám đâu. Tôi đang lo cho anh Kim Cường nè. Anh Kim Hùng đang đi tìm ảnh mà tìm tận ngoài bến xe luôn. Bến xe thì đâu có xa xôi gì đâu mà sao đi lâu quá vậy? Ừ, tôi cũng lo cho anh Cường nữa. Ở bến xe vừa do vừa lạnh nữa, không biết sao nữa. Ê, hay bà đi với tôi không? Đi đâu? Thì đi ra bến xe tìm anh Kim Hùng, rồi đi chung với anh Kim Hùng tìm anh Kim Cường luôn. Ờ, cũng được. Mình đi đi. Bà nói nhỏ thôi. Bà gì ghẻ mà nghe được là no đòn á. Ừ, đi. Không biết anh Kim Hùng ở đâu nữa. Ở nhà cũng không có, ở đây cũng không có. Cái gì vậy? Trốn đi nhanh lên. Bánh xương tay mày ha. Kệ, đánh thằng anh cũng được. Ừ. Đây. Đưa nó đi bệnh viện đi. Mấy chú ơi, nhanh lên đi con. Dạ dạ. Nhanh lên giùm con. Nhanh lên. Dạ. Alo. Làm ơn cho một xe cứu thương tới hầm cát. Có người đang bị thương nặng lắm. Tới liền giùm nha. À, cảm ơn, cảm ơn. Chào đồng chí. Xin chào. Dạ chào. Tôi xin bàn giao lại đối tượng này về trả cho anh. Đây là hồ sơ của đối tượng. Dạ. Đồng chí đưa phạm nhân xuống trại. Vào đây là phải chấp hành nội quy của đơn vị đó nha. Dạ. Thôi mời vào. Mời đồng chí vào phòng. Mời. Cái tiền là bán cái tủ cho chú Ngọc á. Còn thiếu không? Đưa đủ rồi. Ủa con đi đâu mới về vậy? Dạ con đi học nhóm á má. Đi họp nhóm? Gì đâu mà dơ dáy giống đánh trận vậy vậy? Đi vô trong nhà tắm rửa rồi ăn cơm, nghe không? Lẹ lên. Dạ. Ba, ba ơi ba. Ừ. Anh Hùng bị
tụi sớm nghi trang đám vô bệnh viện rồi ba, nhưng mà tụi con không có tiền đóng nhật phí cho ảnh. Kim Hùng hả? Dạ. Giờ nói sao rồi? Ảnh vô cái chỗ mà có tụi trong sớm nghi trang, tụi nó đánh ảnh. Rồi đánh trúng ở đâu? Bị băng cái đầu gối luôn á ba. Băng đầu gối hả? Dạ. Trời. Bây giờ nó ở đâu nè? Dạ, đây là bệnh viện á ba. Rồi, bây giờ con với ba đi vô bệnh viện liền nha. Dạ. Ba đừng có nói cho má biết nha. Má mà biết á là không có cho ba giúp đâu. Ba biết rồi. Dạ. Mình kiếm cách gì đi ba? Để ba tìm cách ba nghĩ coi bây giờ mình phải làm nhanh sao đi. Nhanh lên đi ba. Ba. Rồi, ba có cách rồi. Chờ ba chút nha. Bà ơi. Ơi, gì ông? Hai cha con tôi bữa nay thèm kem quá. Để hai cha con tôi đi ăn bữa kem cho ngon nha. Bà đi không? Trời ơi, kem hả? Thôi, tôi không ăn đâu, hai cha con không đi. Không đi hả? Thôi để hai cha con tôi đi ngang, về liền hà. Đi á thì nhớ kiếm đường mà về sớm ăn cơm nữa nha. Yên tâm đi, về liền hà. Nhớ đó, về liền đó. Rồi, về liền mà, về liền. Đi con. Đã có lúc mình ước ảnh bị bệnh để mình chăm sóc. Bây giờ đúng là cậu được ước thấy. Chà, khuôn mặt này cũng đẹp trai, đâu có thua gì hoàng tử của cô Tấm chứ. Ăn cái này chắc là anh cảm động lắm đây. Trời ơi, cái này không phải là mặn thường nữa. Mình bỏ con giá muối chứ con nhiều đâu mà sao mặn dữ vậy. Ủa? Sao anh lại ở đây? Anh tỉnh rồi hả? Anh còn thấy đau chỗ nào không? Anh không sao. Mà hình như anh bị đánh ngất. Anh không có nhớ ai đưa anh vô đây hết á. Em với Hải Loan đó. Em với Hải Loan thấy anh ngất xỉu cho nên là nhờ người đem vô đây á. Vậy Hải Loan đâu? Hải Loan về báo tin cho bác Hải Ân rồi. Anh ăn cháo nha, cháo do em nấu á. Ừ, cảm ơn em. Để anh tự ăn được mà. Thôi, để em đút cho, anh mới tỉnh dậy mà, để em đút cho. Cháo hơi mặn nhưng mà anh ăn được mà phải không? Ngon. Anh ăn nữa nha. Thấy anh chưa có về, em lo lắm. Em với Hải Loan ra bãi xe tìm thì thấy tụi nó. May là em kịp trốn, chứ không thôi em cũng tiêu luôn rồi đó. Anh đã không tìm được Kim Cường, còn gặp phải tụi nó nữa. Mà sao tụi nó lại đánh anh vậy? Có một thằng cháu bà tự ú gần nhà, nó nhận ra anh là anh của Kim Cường. Tụi nó chưa trả thù xong Kim Cường nên đánh anh cho hả giận. Đúng là cái tụi mất dạy mà. Anh không biết bây giờ Kim Cường đang ở đâu nữa. Nếu biết như vậy anh không có đi làm đâu. Anh sẽ ở nhà chăm sóc cho nó. Nhưng mà anh đi làm để nuôi các em chứ đâu phải đi chơi đâu mà anh tự trách mình. Không được, anh phải đi tìm Kim Cường. Thôi không có được, anh mới tỉnh mà. Kim Hùng. Dạ chào bác. Con mời bác ngồi. Con định đi đâu vậy? Con phải đi tìm Kim Cường, con vẫn chưa tìm thấy nó. Anh Hùng, không được đâu. Anh đang đau như vậy sao mình đi kiếm anh Cường được? Với lại em nhờ ba giúp rồi mà. Kim Hùng,
Con nằm xuống. Con nằm xuống đi. Con cứ yên tâm nằm đây nghỉ ngơi đi. Bác sẽ lưu ý để nghe ngóng tin tức của thằng Kim Cường nha. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Ờ. Anh Bình, sao em nhìn anh có vẻ buồn quá vậy? Em nghĩ ba em có chấp nhận mối quan hệ của chúng ta không em? Ba rất thương em, ba không nỡ để em đau khổ. Ba luôn nghĩ anh là một thằng khố rách áo ôm, đến với em chỉ vì gia tài của ba em thôi. Ba em sẽ bắt chúng ta chia tay nhau mất em. Anh rất sợ rời xa em. Nếu mà không có em, anh sống không nổi đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Em sẽ không yêu ai hết ngoài anh đâu. Để không ai ngăn cản chúng ta, chỉ còn một cách mà thôi. Cách gì vậy anh? Em có tin anh không? Ừ. Mình có con với nhau đi. Anh nói sao? Có con em à, hả? Chỉ có liệu cách đó thì mới không có ai chia rẽ được chúng ta. Sao em? Cửa đây. Mở cửa lẹ lên. Mở cửa ra. Bà ơi. Bà ơi. Ủa, ba con đi rồi. Ba đi rồi hả? Tìm ba có chuyện gì? Ba đi đâu mất rồi? Ủa vậy là ba đi đâu chưa về nữa hả mẹ? Con làm gì mà uống say khướt vậy hả? Thì con đi nhậu thì con mới say. Đấy, bỏ đi, bỏ đi. Ba đâu? Ba còn chưa về. Chưa về. Mà con kiếm ba có chuyện gì không? Con muốn mua xe hơi. Mà mày biết sao không? Con đi chơi với đám bạn khốn nạn của con. Nó khinh thường con. Nó nói con là con của tổng giám đốc mà không có xe hơi. Nhục quá. Cho con mua xe hơi đi. Năm ngoái con lái xe hơi gây tai nạn, tới nỗi ba còn phải bán xe hơi đó. Mày khinh thường con quá. Mày nên nhớ là cái tai nạn năm ngoái á là do con nhỏ đó lao thẳng vô xe con, chứ con đâu có đụng nó. Tay lái con cứng lắm à. Con về phòng ngủ đi. Ngày mai ba con về rồi bàn bạc. Mẹ, ba không cho tiền con mua thì mẹ cho tiền con mua xe đi.
À. Mà chẳng lẽ chỉ có ba mới có tiền hay sao? Mẹ không có tiền hả? Con biết mà, xưa nay chuyện làm ăn, tiền bạc mẹ không có can thiệp vào. Giả lại mua xe nhiều tiền như vậy á, phải bàn bạc với ba mới được. Mẹ nói chuyện vui quá à. Mẹ, nguyên cái cổ phần ở trong công ty á là hầu như mẹ đứng tên hết. Mẹ nói mẹ không có tiền là làm sao? Thôi được rồi, ngày mai á mẹ sẽ xin ba cho con. Được chưa? Cảm ơn mẹ yêu. Ngày mai á, ba mà không cho mua xe hơi vậy, là khai là bí mật của bà đó. Con chào bác. Ủa, Kim Hùng, con mới lên hả con? Dạ. Bác ơi, bác ơi, bác cho con hỏi, bác có thấy em con tới đây không bác? Ủa, chứ không phải là con về nhà thăm em con sao? Sao mà có chuyện em con tới đây tìm con? Cái chân của con sao vậy? Con bị thương hả? Con có sao không? Dạ không, con bị té. Lúc đầu đau lắm, nhưng giờ con đỡ rồi bác. Từ nay là bác không có cho con về nhà nữa đâu. Cứ mỗi lần về nhà là có chuyện à. Con đi tìm em con, từ bữa giờ nó cũng chưa về nhà nữa bác ơi. Thôi vậy chờ bác chút nha. Con nói em con tới đây thăm con mà dạ, đi bằng xe buýt phải không? Bây giờ nó có ba cái tuyến đường chính này nè. Đây nè, đây và đây. Đó là ba cái tuyến đường xe buýt đó, con có thể tới đây mà tìm. Hy vọng là con có thể gặp em con. Dạ. Bác cho con mượn cái bản đồ luôn nha bác. Con đi tìm em con liền. Thôi, con cứ để đó. Con cứ ở nhà coi cô quán cho bác đi. Chứ mỗi lần con đi là có chuyện à. Thôi để bác đi tìm em con cho. Không có được đâu bác. Bác đi rồi, ai coi chừng quán. Thôi, bác ở nhà đi. Con đi được mà. Thôi, con cảm ơn bác. Con xin phép bác. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Ông chủ nói có khả năng Kim Cường qua đây. Từ trường học qua tới tiệm cơm có 3 con đường. Đây là con đường ngắn nhất. Đây, đứng dậy. Anh làm cái gì vậy? Đưa tao tiền đi mua thuốc hút coi. Tôi không có tiền. Anh làm cái gì vậy? Mày không có nhiều cũng có ít. Đưa hết đây. Tại sao tôi phải đưa tiền cho anh? Mày đừng có lằng nhằng nữa. Có bao nhiêu đưa hết cho tao. Nhanh. Đi. Mày là gì của thằng này? Nó là em trai tôi. Nó đi mấy ngày rồi. Anh có thấy nó không? Nhìn mày với nó cũng giống đó. Vậy là anh gặp nó rồi hả? Anh có biết nó đang ở đâu không? Nó đang ở đâu vậy anh? Nó đang bị bắt. Nó gây hấn với anh hai tao, cho nên bị anh hai tao đánh như tử rồi. Cái gì? Mày dám xí vô chuyện làm ăn của tao phải không? Dạ không.
Đâm cho tao. Dạ. Mày cứ sao này cả. Nói gì tự vệ nên nó đâm chết anh hai tao rồi. Anh mới nói sao? Anh nói em Tô Kim Cường giết người hả? Mà tao thấy thằng em của mày á, nó cũng gan dữ thiệt á. Đại ca tao mà nó còn dám đâm nữa. Vậy anh ơi, bây giờ nó ở đâu vậy anh? Nó đang ở đâu vậy anh? Nó bây giờ á bị bắt rồi. Nó đang trong trại giam á. Trại giam gần đây không anh? Anh biết nó bị giam ở đâu không anh? Mày ngu ghê. Em của mày á, nó bị bắt, cho nên nó bị đưa lên công an rồi. Bây giờ á thì mày lên công an phường mà hỏi. Bọn giang hồ tụi tao á, sợ bị du hợp. Thôi tao đi nha. Chú ơi, chú làm ơn cho cháu hỏi thăm. Cháu cần hỏi gì? Cháu nghe nói em cháu bị bắt vô đây. Cháu muốn gặp em cháu được không chú? Nhưng mà em cháu tên gì? Dạ đây, em cháu tên Nguyễn Kim Cường, năm nay 14 tuổi. À, thì ra là cái cậu này đây hả? Chú biết em cháu hả chú? Biết, cậu bé khai tên là Nguyễn Kim Cường. Tôi có hỏi nhiều lần nhưng mà cậu ấy nói là không có gia đình. Chú ơi, cháu xin chú cho cháu gặp em cháu nha chú. Cháu cần gặp em cháu lắm. Cháu đi hỏi nhiều nơi lắm rồi mới tìm được chỗ này đó chú. Gặp á thì sẽ cho gặp thôi, nhưng mà cháu phải bổ sung một số thủ tục hồ sơ. Dạ. Cho hợp lệ. Thứ nhất á là cháu phải nộp một cái sổ hộ khẩu và một chứng minh nhân dân của cháu, hai tấm hình. Rồi chú sẽ làm hoàn tất hồ sơ vào một cái sổ thăm gặp để cháu được gặp em cháu. Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú. Ừ. Xin phép chú cháu về. Ừ. Chào cháu. Chào chú. Có, anh nè. Lãng mạn quá ha, dưới trời mưa nữa. Tặng anh thì anh cảnh sát. Anh cảnh sát nào? Thì anh Kim Hùng cảnh sát đó. Ủa, anh Hùng, anh về rồi hả? Tôi thay mặt bà tặng hoa cho ảnh nhưng mà ảnh không có chịu nhận. Thôi tôi giao lại bà nè. Cái này là ý thuật, không phải của em đâu. Nè, bà làm cái gì vậy? Đi chậm bông ở nhà người khác rồi. Ừ thì tôi làm vậy cho vui thôi chứ không lẽ vậy hoài buồn lắm. Tặng anh đi. Mà hai em tìm anh có chuyện gì không? Dạ, anh kiếm ra anh Cường chưa? Anh chưa tìm thấy. Cũng có thể là nó qua nhà bạn, ở lại vài ngày cũng nên. Mà bạn nào vậy anh? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ đoán vậy thôi à. Ê, có khi nào anh Kim Cường bị đụng xe không ta? Nó bậy không à? Thì tôi nói ví dụ vậy thôi. Anh Hùng, anh tính ra lại tìm cơm hả? Sắp tới kỳ hạn phải đóng tiền cho bé Lý rồi, anh phải đi làm để kiếm tiền nữa. Không có anh Kim Hùng, cũng không có anh Kim Cường ở đây nữa, vậy tụi em biết chơi với ai đây? Hai anh không có ở nhà, tụi em buồn lắm á. Hay bữa nào em qua tìm cơm thăm anh nha. Ý, đâu có được, từ đây qua đó xa lắm. Thôi, để lâu lâu anh về thăm hai đứa nha. Không, thăm anh mà dù xa cách mấy em cũng đi hết á. Hai người này mặc lúc nào cũng chùa ủ, không có hên chút nào hết trơn á. Anh Kim Hùng nhận giùm em đi. Cảm ơn em. Dạ.
Em cà pháo mắm tôm lên bàn số 5 kìa con. Đem qua bển kìa con. Ôi, cái mùi gì đâu mà kinh dị quá. Anh Kim Hùng. Hả? Lại đây em nói nghe nè. Anh Hùng, anh bưng cà pháo mắm tôm ra bàn giùm em nha. Nhỏ này không được việc gì hết trơn. Dạ, chúc cô chú ăn ngon miệng. Em ơi, cho chị xin hữu tâm đi cưng. Ờ, có liền, có liền, có liền. Kim Hùng, lại bắt biểu chút coi con. Dạ bác gọi con. Con đã tìm được em trai con chưa? Dạ con tìm được rồi bác. Em con ghé nhà bạn, ngủ ở đó vài hôm rồi về nhà rồi bác. Con tìm được em con rồi thì bác cũng đỡ lo. À bác, thời gian qua con thường về thăm nhà rồi lên trễ. Mong bác đừng trách con nha bác. Con là một người anh trai tốt thì làm sao bác trách con được chứ. Dạ con cảm ơn bác. Thôi cô trở lại làm việc đi. Dạ. Ba ơi, ba nhớ trừ lương anh Kim Hùng vì tội đi trễ nha ba. Dạ. Bác trừ lương con cũng được, miễn là bác thương con. Đừng đuổi con là được rồi ạ. Con nhỏ này nhiều chuyện quá vậy. Thôi con trở lại làm việc tiếp đi con. Dạ. Nguyễn Kim Cương, em còn một tương lai dài trước mặt. Em dám ruồng bỏ cha mẹ, anh em và cả gia đình nữa. Dạ không, con chỉ là trẻ lang thang bụi đời thôi. Con có biết ai hết, con không có nhớ ai hết chú. Nguyễn Kim Cường nghe tòa tuyên án. Bị cáo Nguyễn Kim Cường, 14 tuổi, bị can tội giết người trong hoàn cảnh kích động, bị ức hiếp, xét theo Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Cường 6 năm tù giam. Em phải cố lên, 6 năm sẽ qua nhanh lắm. Cố lên em. Tôi không biết trưa nay ông về ăn cơm nên không kêu chị hai nấu nhiều món. Thằng Thắng đâu rồi? Nó đi vắng rồi, chắc là lại tụ tập với bạn bè đó. Còn với cái, không lúc nào thấy mặt nó ở nhà hết. Hôm qua thằng Thắng á, nó đòi ông mua xe hơi cho nó đó. Nó đòi tôi cả tuần nay rồi, nhưng tôi chưa duyệt nên nó mới giận dỗi bỏ nhà ra đi đó mà. Gây tai nạn một lần còn chưa sợ, bây giờ á vẫn còn đua đòi theo bạn bè. Bà phải quản lý thằng con đó khắc khe một chút xíu. Nếu ông chịu khó về nhà thường xuyên á thì mới gặp mặt con mà khuyên nhủ nó. Thằng Thắng á, nó vốn không nghe lời tôi, còn ông á thì đi suốt ngày, ai dạy dỗ nổi đứa con này đây. Thì tôi có công việc nên phải đi, bà biết tôi bận rộn thế nào mà. Ông nè, ông còn nhớ chị Minh Hoa, vợ của anh Kim Thành không?
Thì anh Kim Thành dĩ nhiên tôi nhớ, bạn làm ăn lâu năm mà. Nhưng từ khi anh Kim Thành mất đi thì tôi cũng không gặp vợ của anh nữa. Mà bà hỏi có chuyện gì không? Ừ, không biết. Từ ngày anh Kim Thành mất, chị ấy và các con sống như thế nào? Thiệt tội nghiệp quá. Thì kể ra cũng đáng thương. Nhưng từ khi anh Kim Thành mất đi cũng để lại một số tài sản. Vợ và con ảnh cũng sống thoải mái rồi. Thôi tôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Kêu dọn đi. Đưa đây cho tôi. Có ý gì đây mà hỏi lung tung về Minh Hoa vậy kìa? Không biết thằng con mình, không biết chừng nó đã nói hớt cái gì cũng nên. Viện Cảnh sát Nhân dân vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ùn tắc giao thông đô thị thực trạng và. Thưa ba má, con mới học về. Xuống nhận cơm ăn đi. Hôm qua, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Kim Cường, 14 tuổi, can tội giết người trong trạng thái kích động do bị ức hiếp. Nạn nhân là một tay anh chị khét tiếng, có biệt danh Hai Lụa, tức Nguyễn Văn Lụa. Hôm qua, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Kim Cường, 14 tuổi, can tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 30 tháng 12 năm 2011, tại công viên Hoa Hồng, vì bị Nguyễn Văn Lụa, tức Hai Lụa ức hiếp, Cường đã dùng con dao lấy cắp trước đó từ một gia đình sống trên vỉa hè, đâm chết Hai Lụa. Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cha mất sớm, coi để má nghe coi. Tòa án đã xem xét và giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Kim Cường phải nhận mức án 6 năm tù giam. Ba ơi ba, đúng là anh Cường rồi ba. Đó, ông thấy chưa? Ông thấy tôi đề phòng có sai đâu. Cái thằng đó bây giờ trở thành thằng giết người rồi kìa. Bà đừng có nói vậy. TV nó nói đó, bà có nghe không? Kim Cường là vì tự vệ nên nó mới gây án. Giết người thì giết người. Ông nói hay quá ha. Cũng may à, cũng may là nó ở tù á. Còn không là cả cái xóm này không yên với nó đâu. Ông đó nha, chọc nó đi, có ngày nó giết ông không chừng á. Không chừng thôi đó. Thôi bà, đừng có nói. Kim Cường nó không phải là đứa như vậy đâu, bà đừng có nói. Nè, tôi nói nha, hai cha con ông từ nay á là không có được qua lại anh em nhà Kim Hùng nghe chưa. Trời ơi, ông có biết không? Nó là cái thằng phạm tội giết người. Nói đến là nổi gai ốc đi nè. Con cái của bà Minh Hoa không có đứa nào mà ra hồn hết trơn. Trời ơi, thấy ghê quá. Ba, sao anh Cồ phạm tội giết người vậy ba? Con tên, anh không phải là người xấu đâu. Ba tin đó là nó bị người ta ăn hiếp. Nó chỉ vì tự vệ nên lỡ tay giết người thôi. Chứ thật ra thì Kim Cường nó không cố ý đâu con. Con tên là anh Kim Cường không phải người xấu. Nhưng mà giết người là phải ở tù hả ba? Hồi nãy ba nghe tòa án tuyên án 6 năm. Khi ra tù thì thằng Cường nó cũng còn trẻ, có thể làm lại cuộc đời đó con à. Trong cán cân thanh toán của các ngân hàng và các hộ gia đình. Hai Lụa, Hai Lụa chết rồi sao ta? Ai chết vậy ông? Tôi coi tin tức thôi. Bà đưa đồ đây. Bà ra ngoài bà nói với chị Hai á, pha cho tôi sẵn mà ly chanh muối đi. Tôi tắm xong rồi tôi ra. Ông thay đồ đi. Được rồi, ra ngoài đi, tôi tắm xong tôi ra liền. Mày tưởng là có thể bắt tao ói tiền bất cứ lúc nào sao? Bí mật của tao sẽ mãi mãi được chôn giấu cùng với mày.
Nguyễn Kim Cường. Kim Cường, thằng nhóc trên TV rất giống nó. Không lẽ là nó, là thằng nhóc hung tợn đó sao? Không lẽ ông trời xui khiến để nó trả thù cho ba nó sao? Tụi bay, hỏi thăm sức khỏe thằng đó cho tao. Dạ đại ca. Dạ. Mày đó tao. Chào mừng mày đến với phòng giam số 5. Tao, đại ca đen. Tao nắm ở đây. Anh hai con. Dạ. Kìa. Anh hai. Bé Lý. Bé Lý à, con ở đây chơi với anh đi. Anh con nhớ con nhiều lắm. Dạ. Em ở đây có vui không? Dạ có. Em có bị cô giáo la không đó? Dạ không. Ngoan quá ha. Anh có mua cho em cái này nè. À, siêu nhân này. Đẹp quá. Ở đây học có gì vui, kể anh hai nghe coi. Ờ, em được cô giáo khen nè. Rồi gì nữa? Cô giáo khen em á, là em ngoan nhất lớp luôn. Vậy luôn? Dạ. Lý có các bạn rồi, vậy là không nhớ anh hai nữa đúng không? Có chứ, em nhớ anh hai chứ bộ. Em á, còn nhớ thêm anh ba nè, rồi em còn nhớ bé Luận nữa chứ. Ủa, mà sao hôm nay anh ba với bé Luận không đến thăm em vậy? Ờ, anh ba thì phải đi làm xa, còn bé Luận thì đi học rồi. Anh ba với bé Luận nhớ em lắm. Anh ba còn nói nếu mà em học giỏi á, anh ba sẽ mua quà cho em đó. Anh hai ơi, em học giỏi á, à, anh hai sẽ nói với em ba với bé Luận luôn nha. Học giỏi lắm hả? Dạ. Ngoan quá vậy. Anh hai sẽ nói với anh ba và bé Luận cho. Dạ. Giỏi đó. Giỏi vậy luôn? Dạ. Hay quá. Để anh hai mở cho coi nè. Dạ. À, hay quá. Thích không? Dạ thích. Em vui không? Mở cho tiếp đi em. Em vui chứ. Con xin này rất là đẹp. Em thích lắm. Là la la. Mai mốt em sẽ thành siêu nhân. Ba ơi, Kim Cường đi tù 6 năm đó ba. Con muốn sau khi ra tù, em con có thể làm lại cuộc đời. Con sẽ cố gắng dành dụm mớ tiền để sau này lo cho em nó. Con hứa, con sẽ làm việc chăm chỉ, nên con có tên nhà. Ba đừng buồn con nha ba. Mẹ mới tới đây hả? Mẹ đã định về thăm tụi con lâu rồi, nhưng mà tại vì Kim Cường nó gây ra như vậy. Mẹ nhắc tới Kim Cường, mẹ có biết bây giờ Kim Cường nó ở đâu không? Kim Cường nó vô tù rồi đó mẹ ơi. Con nói cái gì? Con nói cái gì hả? Kim Cường đâu? Tại sao nó ở tù hả? Nói cho mẹ biết đi. Nó đâu? Mẹ về giờ này là quá trễ rồi mẹ à.
Quá trễ. Lý Lượng đâu? Lý Lượng đâu hả? Lý Lượng đâu rồi? Mẹ nhìn đi. Bé Luận gì đối khác mà ăn nhầm độc cốc mà chết. Còn mẹ Lý thì không ai chăm sóc nên phải đưa vào trung tâm khuyết tật. Cường nó lang thang ngoài công viên, bị người ta đánh đập vì tự vệ mà nó giết người ta. Anh em con đã sống những ngày khủng khiếp như vậy đó. Con ơi, con ơi, con ơi, mẹ xin con, mẹ xin con. Bà đi đi, bà đi đi, mẹ xin bà đi, bà đi đi, bà đi đi, mẹ xin con, bà đi đi. Mẹ. Mẹ muốn gặp Kim Cường. Con chấp. Bà đi đi. Tôi không bao giờ muốn gặp bà. Bà đi đi. Bà đi. Bà đi đi. 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 Mẹ. Mẹ. Đi đi. Đi đi. Anh Hùng, anh Cường phá ở tù đúng không anh? Mà sao em biết? Dạ, em với bà coi trên tivi. Anh Cường có khỏe không anh? Nó vẫn khỏe, nhưng chắc ở trong đó nó sợ lắm. Loan nè, em hãy giữ chùm chìa khóa này. Mỗi ngày qua đây em thắp nhang cho ba anh và bé Luận giùm anh, được không em? Em nhớ mà, anh cứ yên tâm đi. Cảm ơn em. Đại ca, tụi mình xử nó thế nào đại ca? Thằng này nhìn mặt nó non chẹt, lì đòn ghê đại ca. Chắc nó vô đây chán sống rồi đại ca. Bạn. Dạ. Qua bên hỏi coi nó bị tội gì mà vào đây. Đi. Dạ. Ê, đại ca hỏi mày đó, bị tội gì mà vô đây? Mày tên gì? Nói cho đại ca tao biết. Nè, đại ca đen của tao á, hỏi mày có muốn sống ở đây nữa hay không. Nếu không thì đại ca của tao á sẽ quá kiếp cho mày. Tao nhịn tụi bay đủ rồi đó. Tụi bay có ngon á thì đánh tiếp đi. Đại ca, nó dám thách thức kìa đại ca. Cho nó một trận nhự tử đi đại ca. Đập nó đi đại ca. Nhìn cái mặt thằng này gườm gườm là muốn đập nó nhự tử rồi đại ca. Tụi bay biết tao phạm tội gì mà vô đây không hả? Thì chắc là móc túi hay giật đồ là cùng rồi đúng không?
Tao giết người đó. Tao giết một thằng á, cỡ như đại ca tụi bay á. Cho ra đi. Khá lắm chú em. Tao bắt đầu thích mày rồi đó. Tao á lại không có thích tụi bay. Tránh ra cho tao yên coi. Làm gì có chuyện đó. Nhập gia thì phải tùy tục. Cậu em đã vào phòng số 5 á thì phải theo kiểu của tụi này. Hiểu chưa? Nghe chưa mày? Nhưng mà tao không thích. Thằng này có chí khí lắm. Có chí khí lắm. Mà tao nói cho mày biết á, không có thằng nào thích ở đây á. Không ai thích xa cơ lỡ bước hết á. Nhìn mày có vẻ chán sống. Chuyện nhỏ thôi. Bữa nay đại ca nói chuyện văn chương của mày. Mày á danh dự lắm mới được đại ca tao nói chuyện văn chương biết chưa. Xử nha con. Tụi bay đâu? Xử gà mới cho tao. Dạ, dạ đại ca. Mày lao mày. Chó chó nó tao. Khuya rồi. Khuya rồi. Thôi được rồi. Ngủ. Ngày còn dài mà. Lo gì. Em về rồi đó hả? Em á đi đâu từ sáng đến giờ mà không nói cho anh biết trước để anh cho tài xế chở em đi. Tại sao lại như vậy chứ? Em có chuyện gì vậy? Em mới đi về nhà thăm mấy đứa nhỏ. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Bé Lượng chết rồi, bởi vì nó ăn phải nọc độc của cóc. Thằng Kim Cường thì đi tù. Tại sao các con em lại ra nông nổi này hả anh? Tại sao vậy anh? Bé Luận chết vì xui xẻo mà thôi em à. Em đừng có tự trách mình nữa. Kim Hùng nó muốn em dằn vặt nên mới đổ hết trách nhiệm lên em đó. Anh nói cho em biết đi. Thật ra anh có gửi tiền cho tụi nó không vậy? Tại sao có tiền mà Kim Hùng nó vẫn phải đi làm hả anh? Tại sao có tiền mà bé Luận phải chết hả anh? Nè, có phải em nghi ngờ anh không? Em nghĩ đi. Anh gửi tiền cho tụi nó, liệu tụi nó có lấy số tiền đó sinh sống không? Tụi nó ghét anh như vậy, có chịu xài tiền của anh không? Bây giờ em phải làm sao hả anh? Em phải làm sao hả anh? Em à, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, em đừng dằn vặt mình nữa. Suy cho cùng anh cũng có lỗi trong chuyện này. Anh cũng không ngờ tụi nhỏ lại xảy ra nhiều chuyện xui xẻo đến như vậy. Em là một người mẹ tội lỗi phải không anh? Em muốn thăm Kim Cường nhưng nó không chịu gặp em. Anh biết, vì anh mà em đã chịu nhiều thiệt thòi. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em trong quãng đời còn lại. Anh ơi, bây giờ chỉ còn có Kim Hùng và bé Lý. Anh cho phép em đưa hai đứa nhỏ về nuôi được không anh? Được không anh? Anh cho phép nha anh. Bây giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai anh sẽ chở em gặp Kim Hùng thuyết phục nó. Nghe lời anh đi em. Nghe em. Đi em. Ê. Dạ thưa mày gì? Chưa làm xong công việc mà đi đâu vậy mày? Dạ con đâu đi đâu đâu gì. Con định quét sân. Quét sân hả? Thiệt không mày? Dạ thiệt. Sống đi quét đi. Dạ. Con đi đâu vậy? Dạ. Tìm nhỏ Thục hả? Dạ con. Kim Thục mùi con tạp. Con gái người ta hiền thục đoan trang, ai như con gái nhà này. Cái miệng cứ lách chách cả ngày. Để xíu nha con.
Dạ. Thục ơi, bạn kiếm kìa. Dì đi nghe con. Dạ. Nè, lại đây. Làm gì lấp ló vậy? Thì trốn được thì mừng chứ sao. Sáng giờ bị chửi muốn chống cả mặt luôn rồi nè. Mà cô Dung đi đâu vậy? Không biết nữa. Mà bà có nghe xịt nước hoa nồng nặc luôn không? Có. Nhưng mà tôi đâu để ý mấy chuyện đó làm gì đâu. Hồi sáng tôi lỡ làm rớt chai nước hoa xuống giường cái ký đầu tôi sưng trán luôn rồi nè. Nhưng mà ba tôi cứ đi công tác hoài à, không có ai che chở cho cái tấm thân nhỏ bé này của tôi hết á. À quên nữa, bà qua cũng đúng lúc lắm á. Tôi tính nhờ bà cái chuyện này nè. Chuyện gì? Chuyện liên quan tới anh Kim Cường á. Thì bà Phúc với lại mẹ của bà đó qua đây kể cho dì tôi nghe là hình như anh Kim Cường bị bắt đó. Bị công an bắt mà tội giết người luôn á. Bà cũng biết chuyện đó nữa hả? Tôi tới đây vì chuyện đó nè. Mà gì? Nếu má tôi nói với bà như vậy thì cả xóm biết chuyện này luôn á hả? Ừ, còn phải hỏi nữa. Ba người đó mà biết á, là cả thế giới này cùng biết á. Tôi thua anh Cường quá à. Anh ở tù, không biết anh sẽ ra sao nữa. Còn tôi á, thì lo cho anh Kim Hùng quá. Anh Kim Cường á, thì đi vô trại rồi. Ở nhà chắc anh Hùng buồn lắm á. Ê, hay là chủ nhật này mình qua tiệm cơm thăm anh Kim Hùng đi. Mà con nít có được vô thăm anh Cường không? Chắc là không được đâu. Chắc phải có người lớn á, mấy chú công an mới cho vô. Mà bà dám vô trại giam hả? Trong đó toàn là tội phạm không à. Sợ lắm. Không sao đâu. Chỗ nào mà anh Kim Cường vô được thì tôi vô được mà. Tôi không có sợ đâu. Ê, Hải Loan, Hải Loan. Đây. Thục, Phú Bột kìa, ra làm đi. Làm gì lấp ló ngoài đó vậy? Ê, cho tôi vô đi. Tôi có tin này muốn nói cho hai người nghe nè. Tin gì? Thì tin về thằng Kim Cường đó. Mẹ tôi nói. Tưởng gì? Tin đó tụi tôi biết từ lâu rồi. Ông đúng là con rùa chậm chạp mà. Ê, vậy tôi đi vô được không? Thôi đi về đi. Ủa gì kỳ vậy? Vậy là tôi không được vô hả? Đi về đi mà, chỗ con gái người ta đang nói chuyện. Đi về. Mệt quá à. Tất cả đứng lên. Xếp hàng một. Dạ, tụi em chào quản giáo. Bắt đầu xuất phát. Dạ. Đi. Đi. Hôm nay làm ở đây. Làm đi. Tao.
Đại ca tính làm gì vậy? Thì cứu bà bệnh với nó. Đại ca muốn tính sổ với nó thì về phòng, chứ đừng có manh động ở đây. Đại ca có thạch tính tốt á, có thể ra sớm á. Khỏi lo. Dạ. Mày à, à. Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì đâu, đá trúng cục đá thôi à. Không có chuyện gì thì lo làm việc đi. Đứng lên. Mày khá lắm, chơi được đó. Cũng bình thường thôi mà. Nè, từ đây không có thằng nào ăn hiếp mày nữa đâu. Làm bạn. Thôi làm gì đi. Bác Kim Thành ơi, bác phù hộ cho anh Kim Cường nha. Luận ơi, chị nhớ em lắm. Ở trên trời, em nhớ phù hộ cho anh ba nha. Con chào bác. Bác về thăm Kim Hùng, con mới từ nhà bác ra phải không? Dạ, ảnh không có ở nhà. Vậy con có biết anh Kim Hùng làm ở đâu không? Con cho bác địa chỉ để bác đi tìm. Dạ, anh Hùng, ảnh nói là không có muốn nhìn thấy bác. Nè con có biết anh Kim Cường bị giam ở đâu không? Nói cho bác biết đi. Dạ, ảnh có nói là không có muốn gặp bác. Thưa bác con đi, con không có giúp được bác. Thôi, mình đi em.
không? Ủa, Thục, Hải Loan, sao hai đứa biết anh ở đây mà tới vậy? Thấy tụi em hay chưa, em tìm ra được đó. Hay thiệt luôn á. Mà anh Hùng ơi, hoa đẹp quá. Ừ, anh cũng thích hoa nên anh trồng phía sau vườn nhiều lắm. Đây là những cái hoa hồng đầu tiên nở đó. Rồi anh không tính mời tụi em ngồi hả? Ý, anh quên mất tiêu. Thôi hai đứa ngồi đi, để anh đi lấy nước nha. Dạ. Dạ. Đây nè, nước nè, hai đứa uống đi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn uống anh. Đi rồi, chút nữa anh dắt ra sau vườn coi, nhiều hoa lắm. Dạ. Sao tìm đường lên đây hay vậy? Em mà. Rồi, hai đứa dạo này học hành sao rồi? Dạ được. Được không? Được. Em mà cái gì chả được. Có gì vui kể anh nghe coi. Có vui cũng không thèm kể cho anh nghe đâu. Hoa đẹp quá, anh trồng hồi nào vậy? Anh trồng cách đây mấy tháng rồi. Anh học sách nè, với lại ông chủ có chỉ anh nữa đó. Anh giỏi quá anh Hùng. Anh sẽ trồng nhiều hoa rồi đem về sớm với tụi em nha. Vậy được á. Dạ. Nhớ tặng em nhiều nhiều nha. Ừ. Ba ơi. Ba. Coi cái thằng này, lì lợm vậy, mới nhớ gia đình nữa chứ. Hả? Lý ơi. Hả? Lượng ơi, ngày mai anh dẫn em đi bắt cá, chịu không? Nhìn nó đâu có giống dân kẻ máu lạnh giết người chứ. Chắc là có hoàn cảnh gì đặc biệt đây. Cường, tại sao em ra nông nổi này vậy Cường? Anh hai, em có lỗi với anh hai. Chỉ vì em không có nghe lời anh. Là do anh. Lẽ ra anh phải ở nhà. Anh có lỗi với em. Anh sai rồi. Không đâu. Đây mới là lỗi của em. Em có lỗi với anh. Em có lỗi với ba nữa. Em ở trong đó một mình, em có sợ không? Em nhớ anh. Em nhớ bé Lý lắm. Em nhớ nhà. Em ước gì mình á lại được về nhà. Em thèm ăn, ăn cơm, những món canh của anh nấu nữa. Đã hết giờ thăm, yêu cầu phạm nhân vào phòng giam. Cường, em giữ. Dạ. Sức khỏe nha em. Dạ. Anh sẽ đến thăm em thường xuyên. Em phải cải tạo thật là tốt, nhớ đó. Dạ. Vô đi em. Được rồi, dẫn vô đi. Cuốn sách bắt chinh cho mình thật là bổ ích. Từ nay mình sẽ học thêm nghề trồng hoa kiểng.
rồi hả? Thằng đó rồi sao? Ba ơi, con xin ba thương con và cháu ngoại của ba mà chấp nhận anh ấy. Ta đã nói với mày, thằng đó nó không phải là người tốt. Ta không bao giờ để cho nó làm rể trong căn nhà này. Trời ơi! Ba ơi, nếu ba không cho con lấy anh Quốc Bình thì chẳng thà ba giết con để hai mẹ con được chết cùng nhau ba. Tại sao? Ba muốn nói chuyện riêng với con Quỳnh. Nên ba phải nói với con chuyện tài sản công ty. Ba đừng rời xa con mà ba. Ba từ nhỏ tới lớn lúc nào ba cũng ở bên cạnh con hết. Không có ba làm sao con sống đi ba ơi. Quê ba, tất cả tài sản của ba và cổ phần trong công ty ba đều để lại cho con. Nhưng con phải hứa với ba không bao giờ chuyển cho Quốc Bình đứng tên sở hữu bất cứ thứ gì. Nếu nó lấy được gia tài thì nó sẽ lập tức bỏ con. Ba, con lấy anh Bình cũng nhiều năm rồi mà ba vẫn chưa tin tưởng ảnh sao ba? Chưa bao giờ ba tin tưởng nó. Ba gả con cho nó chỉ vì ba thương con thôi. Con có thể chỉ đạo nó thay mặt con quản lý công ty. Con tuyệt đối không bao giờ giao tài sản cho nó. Con hứa với ba đi. Con hứa với ba mà. Ba nghỉ ngơi cho khỏe đi ba. Ba, ba, ba ơi, ba ơi, ba đừng bỏ con ba ơi. Ba, 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 ba ơi. Ba ơi, về tới nhà khỏe hẳn ra. Công việc thì ngập đầu. Tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Hay là thằng Thắng gây ra chuyện gì nữa? Không, Quốc Thắng không làm chuyện gì hết. Mà là ông. Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã biết tất cả. Ông không cần phải giấu chuyện của ông và bà Minh Hoa nữa. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Em sao bữa nay sao kỳ vậy? Tôi đã theo ông tới tận nơi. Ông và bà ta đã sống chung với nhau. Ông còn chối nữa sao?
Ông tưởng tôi là gỗ đá hay sao mà không biết sự lạnh nhạt của ông bấy lâu nay? Bà đã biết hết á, còn muốn tra hỏi tôi gì nữa? Ông thừa nhận và cảm thấy chuyện đó bình thường hay sao? Tôi biết á, bà giận tôi lắm. Thật ra thì khi Kim Thành mất đi á, bà Minh Hoa sợ cuộc sống nghèo khổ nên đã tìm tôi nhờ sự giúp đỡ. Nhưng công ty của Kim Thành bên trong đã mục nát từ lâu rồi, tôi cũng không thể nào giúp đỡ nó khá hơn được nữa. Tài sản mất, bà Minh Hoa rơi vào hoảng loạn vì không biết làm cách nào để nuôi con. Tôi không nỡ làm ngơ nên tôi phải giúp đỡ thôi. Giúp đỡ rồi trở thành nhân tình luôn hả? Đúng không? Thật ra tôi biết tôi có lỗi với bà. Tôi đã lỡ lầm chỉ trong một đêm quá say thôi. Nhưng mà kể từ hôm đó bà Minh Hoa cứ bám riết tôi, tôi chưa dứt bà ra được. Ông có biết là con trai của bà ta đã từng đến đây để tìm ông không? Chắc là nó tới tìm mẹ. Bà Minh Hoa sợ gánh trách nhiệm với con cái nên cả con mình bà cũng bỏ mặc nữa. Tôi không muốn là chuyện này rùm beng, nhưng ông phải chấm dứt ngay. Nếu không thì... Thì sao? Bà định đem cái chức tổng giám đốc ra hù tôi hả? Công ty này ăn nên làm ra là nhờ ai? Bà đó, ngoài cái chuyện đứng tên ra, bà còn làm được cái gì nữa? Nếu không có tôi, bà có giữ nổi cái công ty đó không? Tôi biết là bà là người vợ tốt, thì sớm muộn cũng lọt vào tay một cổ đông khác. Tôi biết bà không muốn như vậy đâu, có đúng không? Nó ngọn mình kìa đại ca. Để tao. Ủa đại ca đi đâu vậy? Mày đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Sao lúc nào tao cũng thấy mày lầm lầm lì lì hết vậy? Tao nghe nói á, mày tự vệ nên mới giết người đúng không? Đàn ông á mà thiếu võ nghệ dễ bị đàn áp lắm. Mày có muốn học không? Anh dạy tôi hả? Mày chịu lên tiếng rồi hả? Anh mày á sẽ ra tù nay mai. Không có tao ở đây á, tụi đàn em của tao sẽ không để mày yên đâu. Học võ và tự phòng thân. Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy? Vì á, tao thấy mày có chút nghĩa khí. Ừ. Thank you.
Dẫn chim ra. Đó, từ từ. Ừ. Rồi đấm nè. Để tao lên. Một, hai, ba, bốn. Lên chút xíu nữa. Nè, để ở giữa nè. Rồi, rồi. Quên. Một. Chặt vô. Giết. Đã. Đổi đi. Nè. Đá đi. Đổi thế đi. Đá. Ừ. Rồi. Ờ. Công nhận á, Hải Loan gan dễ sợ luôn á. Gan cái gì? 5 năm qua Hải Loan đến đây thắp nhang đều đặn mà Hải Loan không hề biết sợ. Mình qua thắp nhang cho bác Kim Thành và bé Luận đỡ tuổi thì có gì đâu mà sợ. Nhưng mà giới Thục á, cái gì ở trên đời này á Thục cũng không sợ, chỉ sợ nhất á là ma trọng á. Mình á thì không có sợ ma, chỉ sợ mẹ mình biết đánh mình thôi. Hải Loan phải hết sức cẩn thận á. Mẹ Hải Loan mà biết á, Hải Loan thường xuyên qua đây đốt nhang á, nhiều khi nổi giận lên một cái hả, qua đây đốt nhà luôn á. Mày nè. Hả? Chuyện đi qua Gò Giáp ở á, quyết định sao rồi? Quyết định 100% rồi đó. Ngày mai Thục sẽ khăn gói lên đường. Vậy là từ nay không còn ai chơi với mình nữa rồi. Trời ơi, lo gì? Cố gắng học nghe chưa? Lớn rồi đó, đi học kế toán để sau này đếm tiền thiệt là nhiều cho mẹ Hải Loan vui. Chứ đừng có ham nha, đi học làm bảo mẫu mẹ Hải Loan đánh một cái. Ê da, không có biết có học nổi không nữa. Nhưng mà thấy mấy con số chẳng có chút hứng thú thế nào hết trơn. Hải Loan dù sao cũng học giỏi hơn tôi, cho nên có tương lai. Còn tôi thê thảm quá à. Chuyện thi tốt nghiệp thôi á mà cũng học ngu nữa, học rớt, cho nên á giờ số phận á phải đi làm ô xin cho người ta thôi. Nhưng mà không sao, tại vì á ở cái chỗ tôi làm việc ô xin á là gần cái chỗ anh Kim Hùng, được gần anh Kim Hùng là tôi thích thôi. Coi kìa, còn một năm nữa anh Kim Cường mới ra tù. Mình mong ngày đó quá à. Mình chỉ đi thăm anh ấy được có một lần à, nhưng mà cách đây rất là lâu rồi. Bị mẹ phát giác á hả, đánh một trận thấu xương luôn. Từ ngày đó mẹ không có cho mình đi thăm nữa rồi. Dì ghẻ của tôi á giữ một à, nhưng mà mẹ của Hải Loan á giữ đến 100 luôn. Hải Loan. Đi đâu á, ra xe mình chở nha. Nhà của Hải Loan gần xịt à, mà cũng bày đặt chạy xe là sao? Tôi tưởng hai người đi đâu chứ bộ. Nếu mà tôi đi đâu á thì tôi biết á, ông cũng chở con mình Hải Loan à, chứ đâu có thèm chở tôi, đúng không? Chở cả hai người luôn. Nè, đừng có nói láo nha. Hả?
Nhìn cái mắt của ông á là tôi biết hồi nào tới giờ ông thích Hải Loan á. Thì vậy đó. Đi ha, đi ha, đi ha. Đi 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 đi. Đi đi. Đi. Nhanh quá. Mới đó mà cũng đã 5 năm rồi. Em được ra sớm. Lẽ ra em phải báo trước cho anh hai em đến đón em chứ. Kim em muốn tạo sự bất ngờ cho người thân. Biết tin này chắc anh hai em mừng lắm. Em trưởng thành như ngày hôm nay, tôi rất vui. Chúc em có một cuộc sống mới đầy thú vị. Trong thời gian qua, nhờ có thầy Dành Đen giúp đỡ, cho nên em đã thay đổi suy nghĩ và hành động. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Thấy em trưởng thành rất nhiều, được trở về nhà sống bình thường như mọi người bình thường khác, tôi rất vui. Dạ, cảm ơn thầy. Kim Cường à, để hòa nhập, thực thụ vào cộng đồng là một điều không dễ đâu. Nhưng mà tôi tin tưởng em có đầy bản lĩnh để vượt qua. Em cố lên, đừng nản lòng nha. Dạ, cảm ơn thầy. Chào thầy em đi. Được rồi, em cứ về và bước vào cuộc sống mới đi em. Dạ. Còn đứng đó, ngồi xuống đây đi anh. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh cảm ơn em. Còn món quà này em muốn tặng anh nữa nè. Thêm một món quà nữa. Em nghĩ là món quà này anh sẽ thích đó. 5 năm rồi em không có dịp để tặng cho anh. Em còn nhớ. Anh nhận đi. Những thói quen hồi nhỏ hả? Em nhớ chứ. Bây giờ em thèm chơi lại trò bông hồng và tướng cướp đó. Lúc nhỏ em muốn làm vợ của tướng cướp. Bây giờ lớn rồi em cũng muốn làm như vậy nữa không? Cái bánh dễ thương quá. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cảm ơn em. Trời đất ơi. Cậu, cậu dám rủ con gái tôi ra đây đó hả? Má, sao má lại đến đây? Dạ, con chào bác. Tôi không ra đây, làm sao tôi biết được anh chị làm gì ở đây hả? Má, tại lâu ngày con gặp lại anh Kim Cường cho nên... Nên cái gì hả? Tao thấy mày về trễ, tao lo, tao đi kiếm mày. Thì ra cái thằng giết người này nè, nó rủ rê mày ra đây, phải không? Hả? Vậy đúng đâu là quan gia nghiệp chướng mà. Má, mày buông ra. Nè, mày nghe tôi hỏi nè, mày có về không? Nếu mà mày không về á, thì mày đừng bao giờ nhìn mặt má mày nữa, nghe chưa? Má, mày đừng có nói nữa được không? Nói cái gì hả? Mày còn binh nó nữa hả? Bạn bè bè cái gì? Mày có biết là nó là cái thằng mà có tiền án tiền sự đó biết chưa? Hả? Có con cái nhà ai mà ngu như mày vậy đó hả? Trời ơi,
Mày thấy nó là thằng giết người thì mày phải tránh xa nó ra. Tại sao mày cứ sáp cho nó hoài vậy hả? Nè, tao đã nói rồi hả, mày khôn hồn á thì mày đừng có đụng vô con gái của tao. Mẹ mày á bỏ nhà đi theo trai, bỏ con bỏ cái, còn mày á thì giết người. Nè, ngay cái thằng giang hồ á nó còn giết thì cái thân gái như mày á làm sao nó giữ được hả? Má, mày đừng có nói nữa được không? Giờ sao? Giờ sao? Mày còn binh vực cái thằng máu lạnh nữa đó hả? Bà là ai? Bà dám mạt sát gia đình tôi dữ vậy hả? Tao nói cho mày biết nha, sự thật có làm sao á thì tao nói như vậy. Mày á, mày mà còn á rủ rê con Hải Loan đó nha thì tao nói cho mày biết, mày đừng có trách tao nghe chưa. Sinh nhật ha, sinh nhật phải không? Mày coi nè, mày coi nè. Má, má. Nè, bây giờ nè, mày lấy cái kem này nè, mày tét lên cho bộ mặt xấu xa của mày đi. Má, anh Kiên Cường. Mày đó hả? Bây giờ á, mày có đeo mặt nạ đi nữa thì mày vẫn là thằng giết người. Không bao giờ mày lấy được con gái của tao đâu. Đi má. Đi. Nè, bây giờ mày á, mày còn chưa biết sợ tao phải không? Đi về. Bà hãy đi đi. Đi. Anh Cường. Mau lên. Anh đi. Cường. Em đi luôn đi. Đi về. Anh Cường. Đi hết đi. Đi đi. Đi hết đi. Bà chủ, bà uống ly nước cam cho mát. Để đây cho tôi. Lúc này lớn tuổi rồi sao? Tôi thấy trong người nhức mỏi quá. Tôi thấy bà đâu có già, bà còn trẻ đẹp lắm mà. Chị đừng có an ủi tôi nữa. Tôi xuống sức thấy rõ ràng lắm. Cơ thể tôi lúc nào cũng uể oải, chán nản, mệt mỏi lắm. Có phải bà lại suy nghĩ chuyện cũ không? Đã mấy năm rồi, bà không quên được sao? Đã bao nhiêu năm rồi, làm sao mà tôi nguôi ngoai được chứ? Tụi nhỏ nó không chịu tha thứ cho tôi, nó không chịu cho tôi gặp gỡ. Tôi đã bứt rứt chuyện này mãi, có lẽ cho đến lúc chết thôi. Mỗi người có một nỗi khổ tâm, bà đừng quá buồn. Ông chủ biết được, ông chủ lo lắm đó. Bà cũng lo lắng cho các con nhiều rồi, bà hãy vui vẻ mà sống đi chứ. Tại tụi nhỏ không nhận bà, không cho bà cơ hội thôi. Dù sao thì tụi nó cũng là con ruột của tôi, tôi không nhớ tới làm sao được. Tôi tin rồi, một ngày nào đó ông trời thương mà cho bà gặp lại các con. Bà nên quan tâm ông chủ nhiều hơn. Sao chị lại nói vậy? Ông chủ thương bà, nếu như bà buồn thì ông chủ cũng không vui được. Chắc là ông chủ về đó, để tôi ra mở cửa. Chị ra mở liền đi. Trời ơi, chị muốn hù em lọt tim ra ngoài luôn hả chị? Chị giỡn. Ủa? Mà chị đi đâu mà ăn mặc vậy vậy? Chị đi về nhà. Hôm qua chị có xin bà chủ rồi, chị về nhà thăm ba chị. Hả? Chị đi về nhà hả? Vậy là tối nay em ngủ lại đây một mình hả? Ừ. Thôi chị đừng có về được không chị? Em sợ ma lắm á. Ừ. Con ma nào gặp em á là sợ em đó. Nhõng nhẽo quá à. Ngủ mình nha, ngày mai chị về sớm. Bye. Trời ơi, vậy là tối nay ngủ không được rồi. Thần Thánh ơi, bảo vệ cho con. Mm-hmm.
À Thục hả? À, qua đây chơi em. Dạ. Em giúp cho. Trời. Anh Kim Hùng nè, chút xíu nữa đó em về thăm nhà. Anh ở đây mình á, hết sức là bảo trọng nha. Bảo trọng hả? Ủa sao bảo trọng? Đây bộ có ăn trộm hả? Không, em không phải nói ăn trộm. Ý em nói á, là anh phải hết sức cẩn thận với nhỏ Mai Lan á. Trời ơi, Mai Lan, Mai Lan có ám sát anh đâu mà phải bảo trọng hay là cẩn thận gì dữ vậy? Nhỏ đó hả? Nó không có ám sát anh mà nó ám ảnh anh mới ghê á. Ừ. Trời ơi, em đa nghi quá trời luôn đó nghe. Thiệt á. Mà nghe em dặn nữa nè nghe, nếu như á mà con nhỏ Mai Lan á nó mời anh ăn cái gì á thì từ chối đừng có ăn nha. Nếu như mà ăn á nó bỏ bùa mê hả, hại đồ trai á. Thiệt á. Thậm chí á nó rủ anh đi đâu anh đừng đi. Mà nhất là khi mà anh vô phòng ngủ của anh á, anh phải đóng cửa lại, coi chừng nhỏ Mai Lan nó tông cửa vô nó hãm hại nè. Nhiều chuyện. Về quê nó, về quê đi, chịu về hết sao biết giờ. Chú Duyên, chẳng qua là tôi để anh Kim Hùng tôi ở đây á, tôi không yên tâm. Trời ơi, anh Kim Hùng của bà. Trời ơi, sở hữu nào vậy? Anh Kim Hùng của bà. Ê, nhỏ này, gái mà em trai hả? Bu ra. Không buộc, bu không ra. Buộc. Bu ra. Thôi thôi thôi, trời ơi, thôi để tôi rửa rau. Trời ơi, thôi thôi nghe, hai người nói chuyện nghe. Tôi rửa rau à. Anh Kim Hùng, anh làm cho. Thục, thục. Ê, có chân. Ê, có chân đó. Không chịu được, buông ra. Buông ra, buông ra. Buông ra. Anh Kim Hùng, em cũng té nè. Anh em đi Kim Hùng. Ờ, Thục hả? Ừ. Quang Hồ. Quang Hồ ngày hội ngộ của anh em mình. Anh em mình có ngày tái nạm. Tái ngộ. Anh Kim Cường, anh Kim Cường có nhận ra em liền không? Mới có hơn 5 năm mà, 50 năm anh còn nhận ra. Ủa, nghe nói Thục về Gò Vấp ở rồi mà. Dạ. Em đi làm cho người ta ở Gò Vấp á, hôm nay em về thăm nhà. Hình như là linh tính mách bảo hay là giác quan thứ sáu em nó giật sao á. Tự nhiên á, hôm nay á em lại muốn ra thăm bộ mẹ em trước, cho nên em mới gặp anh. Anh Kim Cường, Hải Loan mà nó biết anh về á chắc là mừng lắm á. Nhỏ rồi anh á, dài cả cổ. Anh Kim Cường, tại sao anh về sớm vậy? Em nghĩ ha, anh phải gỡ lịch vài năm nữa. Quên, xin lỗi. Anh đã gặp Hải Loan rồi. Anh Kim Cường, anh Kim Cường gặp anh Kim Hùng chưa? Anh Kim Hùng á, dạo này hả, cũng đi phụ bán ở Gò Vấp á. Mỗi ngày á, em ra quán cơm anh Kim Hùng, thăm anh hoài à. Anh cũng tính đi thăm ảnh đây, có gì em dẫn đường anh nha. Rất sẵn sàng. Hay là mình rủ Hải Loan đi chung. Ờ mà thôi, nói vậy thôi chứ Hải Loan không có được vậy đâu. Mẹ nó khó chịu, hung dữ lắm. Anh biết hả, mỗi lần hả, mà hả, Kim Hùng nói chuyện với Hải Loan á, mẹ nó chửi te tua luôn. Chỉ khi nào hả, mà Hải Loan nói chuyện với Phú Bột hả, trời ơi, má nó hả, ủng hộ hai tay, hai chân. Mẹ của Hải Loan có giữ bà dì ghẻ của em không? Hai người đó là xem giống nhau. Em á, ở nhà hả, em cũng chịu đựng bộ dì ghẻ đó nhiều quá rồi, căng thẳng thần kinh, cho nên em quyết định á đi qua Gò Vấp làm cho người ta, vừa đi làm vừa có tiền. Tối nay em sẽ làm tiệc chúc mừng anh trở về. Ngày mai em sẽ dẫn anh đi gặp anh Kim Hùng, chịu không?
tối nay không có em canh chừng anh Kim Hùng, không biết con nhỏ Mai Lan có nhân cơ hội này cưa cẩm anh Kim Hùng không. Ủa Mai Lan nào? Mai Lan á là cái kẻ mà em ghét nhất ở trên đời. Từ từ anh sẽ biết. Đế. Anh Cường, em muốn nói chuyện với anh. Anh muốn tránh mặt em sao? Hệ Loan, chúng ta không nên nói chuyện với nhau. Mẹ em nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Vậy là anh không muốn gặp em nữa hả? Anh chỉ là một thằng mang vết nhơ của tù tội. Em đừng có tới gần anh, sẽ làm ô uế tâm hồn của em đó. Em không có sợ vết nhơ của anh, cũng không không có sợ bị quen ố gì hết á. Đối với em, anh Kim Cường không có thay đổi gì hết á. Em đi đi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh sợ má em đánh em phải không? Em không có sợ gì đâu, anh đừng có lo cho em. Không phải anh lo cho em, mà là anh lo cho anh. Anh không chịu nổi sự sỉ giả và xúc phạm của mẹ em. Anh Kim Cường, em xin lỗi. Em biết mẹ đã không đúng với anh, nhưng mà anh đừng có gì vậy mà tránh mặt em được không? Nè, anh nhận bông hồng này rồi quên chuyện hôm bữa nha anh. Em hãy đi đi, anh không muốn nhận bất cứ thứ gì từ em cả. Em đừng có quan tâm anh nữa. Còn làm gì mà sai khước vậy hả? Hello mommy. Xe hơi của con đâu? Con về bằng cái gì? Trời ơi, con say gần chết luôn mà mẹ không lo cho con. Mẹ lo cho xe hơi làm gì? Con đem cầm nó rồi phải không? Sao con cứ làm cho mẹ phải buồn lòng hoài vậy? Con gần 30 tuổi đầu rồi, con phải sống cho nghiêm túc chứ. Trời ơi, sao mẹ cứ than phiền con hoài vậy? Nhà mình giàu có như vậy, không ăn chơi cho chúng nó cười à?
Con nói vậy mà nghe được hả Thắng? Mẹ à, ba con cũng hưởng lạc chứ đủ thứ vui sướng trên đời này. Con à, chưa bằng một góc nhỏ của ba nữa. Mà cũng do mẹ nè. Mặt mẹ cái chù ú như vậy. Hỏi sao mà ba không đi tìm cô lạ hả? Mẹ à, có gì đâu mà mẹ phải tức tưởi như vậy. Ông ăn chả thì ba ăn nem. Ha. Ai biểu mẹ cứ nín chịu như vậy. Hỏi sao mà mẹ không chịu thiệt thòi. Con im đi. À. Tại sao con ăn nói với mẹ như vậy hả Thắng? Mẹ nóng rồi. Con cũng say nữa. Con không nói chuyện được gì với mẹ hết á. Thôi con đi ngủ trước ha. Rồi có gì ngày mai con nói chuyện với lại ba. Cái dù mà con đi cầm xe. Bye bye mẹ. Mẹ ngủ ngon nha. Mà cái mặt buồn hoài vậy? Phải vui lên, hiểu chưa? Cho nên á, gặp anh Kim Hùng á, anh phải cười tươi lên giống em nè, hiểu chưa? Sắp tới rồi. Chị cưng nè, lát chị anh Kim Hùng cho cưng ăn hen. Hôm nay quán nghỉ bán hả em? Hôm nay là ngày rằm nên quán nghỉ. Nè, đi đâu vậy? Đi đâu hỏi chi? Hả? Tính đi theo hả? Không có chơi đi theo đâu. Trời đất ơi, dẫn người lạ vô nhà của tôi mà không xin phép tôi, ngon hả? Ồ, chung chung. Anh Kim Hùng ơi. Anh Kim Hùng không có nhà. Kim Hùng không có nhà. Anh Kim Hùng ơi. Ơi. Anh Kim Hùng. Rồi ra liền. Nè, hai người đi đâu vậy? Đi đâu kệ người ta, hỏi chi? Lúc nào cũng là bài bảy. Anh hai. Là sao? Ai vậy? Em đi mình hả? Dạ, em đi một mình. Sao không có công an theo? Em được tự do rồi. Tự do? Dạ. Tự do. Anh Kim Cường thấy em giỏi không? Cuối cùng á thì em cũng mang anh Kim Cường về cho anh đó. Anh không ngờ em được ra tù sớm như vậy. Sao em không báo trước cho anh ra đón? Em muốn dành cho anh sự bất ngờ mà. Mai Lan, anh giới thiệu với em. Dạ. Đây là thằng em trai của anh nè. Đây là Mai Lan, con gái ông chủ. Chào. Chào em. Nhìn đẹp trai không? Nhìn cũng được. Thế thôi làm mai cha. Quen đi, quen đi. Nhưng mà anh Kim Hùng đẹp trai không? Con nhỏ này cứ vậy á. Nè, đẹp trai á thì không đến lượt bà đâu. Hả? Thôi bây giờ vô anh giới thiệu ông chủ của anh cho em biết. Dạ. Nè, đi. Đi. Đi em đi nữa. Kim Hùng. Thank you.
Kim Cương à, em có dự tính cho mình cái gì chưa? Em cũng đang tính xin việc làm để lo bớt gánh nặng cho anh. Với lại em cũng muốn phụ một phần để nuôi bé Lý. Em chỉ cần kiếm tiền lo cho bản thân là đủ rồi. Bé Lý hãy để anh gánh vác cho. Em thấy ông chủ của anh là người tốt, hay là anh xin cho em vô phụ giúp quán cơm với anh luôn? Quán cơm lúc này cũng vắng lắm, ông chủ không có định tuyển thêm. Với lại tiền lương cũng không được bao nhiêu đâu. Bây giờ em phải làm gì đây? Em chưa có nghề nghiệp trong tay, lý lịch lại có một tì vết, có thể khiến người ta e dè khi nhận em đó. Vậy là bây giờ cuộc sống của em gặp khó khăn rồi. Khó khăn nhưng chưa phải là bế tắc hoàn toàn. Em phải phấn đấu. Mấy năm qua anh đã cố gắng chắc chiêu được một số tiền. Anh tính mua một chiếc xe cũ để cho em chạy xe ôm. Em thấy sao? Đó là tiền dành dụm của anh bao nhiêu năm. Anh hãy mua những gì mà anh thích. Mua xe cho em rồi, anh đâu còn gì chứ. Kim Cương à, em và bé Lý là hai người mà anh thương yêu nhất. Anh không lo cho em thì lo cho ai nữa? Em phải hứa với anh, có một cái nghề ổn định, em phải cố gắng chăm chỉ làm ăn và tái hòa nhập với cuộc sống cho thật đàng hoàng, nghe chưa? Vậy là tốt rồi. Bao nhiêu năm qua anh có gặp mẹ không? Anh có gặp bà ấy sau khi em đi tù. Anh không thể chịu nổi những khổ đau mà bà ấy đã gây ra, cho nên anh đổ bà ta đi rồi. Cũng không biết sao nữa, tới bây giờ em vẫn còn rất hận mẹ. Chỉ nếu nhìn thấy mặt bà ấy, em sẽ không quên những nỗi đau đã ngủ quên trong em phải thức dậy.
Chán ghê mày ơi, thời buổi này người ta toàn đi xe buýt không à. Biết sao mày làm ơi, ăn khốn khổ thiệt. Biết sao được, càng lúc mưu sinh càng khó, ngoại trừ những kẻ bất lương á, móc túi chôm chĩa mới sống được thôi. Ừ, bởi vậy mới nói. Hả, xe ôm không dạ? À, có chú nào đi Bình Dương á chiều về không? Chú đi Bình Dương ở khúc nào? Ngay khúc Đại Nam á, giá nhiều. Chú cho 150 đi, chở đi chở về luôn. Cái gì 150, mất gì vậy? 120 đi không? Bao đi bao về? Phải rồi chú ơi, từ đây tới đó xa quá mà. Chú ơi. Dạ. Chú có đi Bình Dương không? Lấy rẻ chút đi, tôi đi. Dạ được, con. Ê, đi ông đi. Dạ, hỏi giá xong không đi là sao? Nè, để em đi cho. Để em đi, chiều gì bảo ba anh uống cà phê nha. Hả? Ừ, cho mày đi đó. Đâu có được. Ê Kim Cường, mày trình thẻ ra cho ông coi đi. Thẻ gì? À, thẻ hành nghề xe ôm, thẻ kim lưu móc túi, kim lưu giang hồ á. Ừ. Nè, tôi nói cho ông già nghe nè, thằng này á, nó từng giết người rồi. Coi chừng nó chở ông tới chỗ vắng á, rồi nó chọt ông xuống ông phủ luôn á. Đó, anh, đi đi, đi thoải mái đi. Thôi tôi không đi đâu, tôi đi xe buýt vô chắc ăn. Kì quá. Nè chú, để con chở chú đi chú ơi. Tao ghét nhất là tài lanh, mới tới bị đặt tranh giành bạc phá giá hả mày? Mày coi chừng đó, nó giết người đó. Cầm dao đâm người luôn nha con. Gì? Ghê vậy? Sao mày biết? Trời, tao nghe nói nó mới ở tù về. Mày vô sớm hỏi coi, ai cũng biết hết á. Ghê vậy? Vậy ai cho chạy xe ôm vậy? Đói thì đầu gối phải bò thôi. Hú hồn, nó bỏ đi rồi kìa. Có thằng giết người ở đây, yên tâm sao nổi. Sếp. Đi sếp mong anh đi đâu anh ơi. Anh mới về hả? Anh về cũng khoảng nửa tiếng rồi. Chắc em đói rồi phải không? Còn để chờ anh dọn cơm ăn. Ngon ngồi đi. Rồi, anh làm sẵn rồi nè.
Rồi, ăn cơm đi em. Sao vậy? Bộ công việc không thuận lợi hay sao vậy? Nói anh nghe coi. Em không muốn chạy xe ôm nữa. Cái gì vậy? Em đã hứa với anh sao? Em hứa với anh là chăm chỉ làm ăn mà. Nhưng mà mọi người trong xóm này nhìn em như quái vật. Họ sợ em là kẻ tù tội giết người. Họ không dám đi xe của em. Anh biết em đã cố chịu uất ức trước thành kiến của mọi người. Nhưng mà em phải cố gắng đừng có nản chí. Lúc đầu anh nghĩ là mọi người sẽ còn e dè với em. Nhưng nếu em cố gắng sống tốt thì anh tin mọi người sẽ cho em cơ hội. Anh tin như vậy sao? Chỉ cần em có lý trí và biết chấp nhận sự thật thì không có gì là không thể. Nhưng sao em thấy khó quá. Mỗi lần nghe những lời sỉ giả, nhục mạ, em cảm thấy rất khó chịu. Tất nhiên rồi, em đã đánh mất niềm tin của mọi người. Bây giờ muốn khôi phục lại không thể trong một sớm một chiều được. Anh mong là em đừng nản chí. Em phải kiên nhẫn. Còn có anh hai ở đây mà. Em. Em hứa với anh, em sẽ cố gắng. Thôi ăn cơm đi. Hải Loan nè, con cầm mấy cái này theo. Ba con phải chở má ra chợ lựa một buổi luôn mới tìm được đó. Ráng mà ăn uống cho đầy đủ vô, không có được để đau yếu bệnh hoạn đâu đó. Dạ con biết rồi má. Nhưng mà con chỉ học xa nhà có một tuần à, má đâu cần chuẩn bị nhiều như vậy đâu. Trời ơi, con biết không, sống ở ký túc xá nó không có giống như ở nhà mình đâu. Má đó cho con vô ký túc xá ở là để cho con chuyên tâm mà học hành, không có được để đầu óc mà nghĩ ba cái chuyện lặt vặt, nghe chưa? Nhớ đó. À, dạ con biết rồi má. Thưa má con đi học. Khoan, làm cái gì mà. Má có dặn thằng Phú, nó qua nó chở con đi học. Nó cũng học ở trên thành phố đó. Con nó lo cho con, má yên tâm lắm. Thôi, má kêu anh Phú tới làm gì, con tự đi xe buýt được mà. Trời ơi, ở xóm này nè, chỉ có thằng Phú là tốt nhất thôi à. Má đó tin tưởng nó nên mới giao con cho nó đó. Mà con biết không, cái thằng đó đó, má vừa gợi ý một cái là nó gật đầu cái rụp vậy đó. Cảm ơn má quá trời à. Nhưng con... Dạ, con chào bác. Ý, thằng Phú nó tới rồi kìa. Chờ 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 bác chút xíu con. Dạ. Đi, đi lên, đi đi, lẹ lên. Hải Loan, đưa cho anh. Khó cầm quá. Anh để em. Anh leo lên xe đi. À, đi ha. Ra ngoài đi. Ừ, rồi em lên. Có chuyện gì buồn hả? Ừ. Thứ bảy hàng tuần anh lại chở Hải Loan về thăm nhà. Đừng có buồn nữa nha. Không cần đâu, em tự về được rồi. Nhưng mà mỗi tuần anh về một mình buồn lắm. Hải Loan đi chung cho vui ha. Anh buồn thì kệ anh, mắc mớ gì tới em chứ. Hải Loan nè, sao lúc nào em cũng làm mặt lạnh với anh hết vậy? Ờ, tính em vậy đó. Nếu anh không thích thì đừng có chở. Không không không, ý anh không phải vậy đâu. Anh thích chở Hải Loan lắm mà.
Hải Loan nè, anh nói thiệt á, đừng có buồn nữa nha. Chạy xe kỳ cục mày. Ông chạy xe không nhìn đường không nội. Chạy xe không lo chạy xe đi, lo nhìn gái không à. Trời ơi, tiêu chiếc xe của tôi rồi. Mới một chiếc xe đàng hoàng nha. Hải Loan, em có sao không vậy? Làm gì chủ xe người ta bắt đứng vậy đi. Thứ gì đâu không à, xui xẻo. Hải Loan, em ở đây em chờ anh nha. Anh qua bên kia đường anh kiếm chỗ sửa xe. Anh hứa với mẹ anh là chạy xe đàng hoàng. Anh coi con xe có hư hỏng gì không? Nếu không thì mình đi tiếp. Giờ cũng trễ giờ rồi. Hải Loan ơi, em ở đây chờ anh đi. Chưa tới giờ học đâu. Đi mà. Nhưng mà chờ thêm nữa là trễ giờ học đó. Em ở đây chờ anh đi, chứ để như vậy chạy anh không có yên tâm đâu hả? Trước khi đi mẹ anh giao chiếc xe này, nói anh là phải chạy cẩn thận. Nè, vô chờ anh nha hả? Đi. Hai người có sao không? Té xe phải thiệt hại chứ sao. Không thấy sao còn hỏi. Không đau lòng sao được. Cũng may là chạy chiếc xe không có xịn đó. Hải Loan, hay là qua đây anh chở đi học không thôi trễ giờ. Dạ thôi, em đi xe buýt được rồi. Lên xe đi. Hải Loan, em đừng đi với nó, đi với anh nè. Nhưng mà bây giờ trễ giờ rồi. Hải Loan, em có sao? Hải không? Loan, em không sao. Hải Loan, Hải Loan, Hải Loan, Kim Cường, hãy đợi đó. Biên cương lá rơi Kim Hùng anh ơi, đường dài mình bù anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung mình. Không than cho anh Kim Hùng. Trời ơi. Thôi chị, em thấy vậy đủ rồi. Trời, bài này á, chị ca ngày nào chị cũng ca Võ Đông Sơn và Tu Hà và nằm lòng em luôn á. Cho em một phút bình yên. Em yên miệng, lo làm việc đi. Vừa làm việc vừa được chị mình phục vụ văn nghệ miễn phí, vậy mà không biết nói cảm ơn. Trời, văn nghệ miễn phí. Trời, nếu như chị hát một ngày hai ngày thì được, chị hát hoài như vậy biết bao nhiêu nhuệ khí trong người em nó tuồn ra hết á. Nhưng mà thôi, lát nữa chị vừa hát vừa quét sân nha, cho em có thời gian nghỉ ngơi chút xíu. Em kỳ cục vậy hả? Sao mà hả, công chuyện trong nhà cái gì cũng bắt chị làm hết á, còn cái chuyện quét sân á cũng không quét. Biết vậy hả, chị không thèm làm chị của em đâu. Mà chị ơi, sao tự nhiên em thấy chán làm ô xin của chị ơi. Vậy không lẽ mình phải làm ô xin hết kiếp này hả chị? Trời ơi, chứ giờ mình không làm ô xin á thì mình làm gì hả? Con người ta sinh ra được làm hoàng tử công chúa, còn em với chị tự nhiên vớ phải cái kiếp này rồi, biết làm ô xin tới chừng nào. Em hận đời quá chị ơi. Thôi đi, em hận á, em hận mình em thôi nha, đừng có kéo chị vô. Nghe em nói thê thảm quá, chị thấy cuộc đời chị cũng thảm thê ghê vậy đó. Ê, mà từ bữa tới giờ chị làm ở đây á, chị chưa có điều kiện để tám với em. Hoàn cảnh của em sao vậy, tâm sự chị nghe coi. Rồi, hoàn cảnh của em có gì đáng tự hào đâu mà tâm sự với chị. Thì nói thử cho chị nghe đi. Mẹ em á thì có bồ, ba em á thì say xỉn tối ngày vì buồn chán á, rồi xong đêm đó đi nhậu về bị xe đụng một phát hết đời. Còn em cuốn gói ở với ngoại. Chị nhìn cái tướng em giờ nè, sao ngoại em nuôi nổi, nên em đi làm ô xin đó. Vậy thôi. Hoàn cảnh của em cũng đáng thương quá ha. Em ghét mẹ em lắm chị, vì mẹ em không đàng hoàng á, mà em mới ra nông nổi vậy nè.
Tối nay anh không có được đến. Con Thục nó có điện thoại báo tối nay nó sẽ về đó. Anh làm gì mà xài tiền dữ vậy? Ông chồng em lúc này làm ăn sa sút lắm. Anh xài dữ quá lấy gì em chu cấp cho anh? Cho chị hỏi này một chút nè. Gì nữa chị? Ăn cũng yên với chị nữa. Theo em á, người phụ nữ ngoại tình là hay có dấu hiệu gì? Ủa, mà chị hỏi làm gì vậy? Chị hỏi cho biết thôi mà. Chẳng hạn như thường trả chuốt điệu đàng khi ra ngoài đường nè. Hoặc là thường có những cuộc điện thoại lạ, rồi thường vẫn nhà một cách bất minh. Vậy đó. Chết rồi, tại sao thằng Tỏi nó nói chuyện nào gì mình cũng có hết vậy ta? Chắc không phải đâu. Nhưng mà dì nói chuyện với ai mà lắm la lắm lét như vậy chứ? Em đưa cho anh coi có chảy máu không? Bị chảy máu rồi kìa. Có đau lắm không? Em đứng đi đợi anh chút nha. Cho em một chai oxy già để sát trùng. Thuốc sát trùng với băng băng hả? Với lại băng để mà băng lại đó cô. Chờ chút. Của bao nhiêu tiền nè. Vậy cô? Cô cho em xin cái bao đựng đi cô. 16.000. Sát trùng xong rồi băng lại nha. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cô. Như vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm đó. Anh Kim Cường, anh còn giận em lắm phải không? Không đâu, mẹ em nói đúng. Loại người như anh không nên đến gần em. Anh đừng có nói như vậy. Em không bao giờ nghĩ như vậy đâu. Tới giờ học rồi, em vô lớp đi. Má bắt em ở ký túc xá. Mỗi tuần về nhà có một lần à. Như vậy em sẽ không được gặp anh thường xuyên nữa. Anh về đây. Làm cái gì mà chưa chịu vô lớp? Đâu có gì. Mình tưởng chỉ có mình đi trễ thôi. Ai về Diệp Nhung cũng đi trễ. Hôm nay nhà mình có một chút việc. Sao rồi? Chuẩn bị tinh thần để vô ở ký túc xá chưa? Hay là xa mẹ nữa chịu không được? Trời, làm như mình nhõng nhẽo lắm không bằng vậy đó. Chỉ buồn á là không có Diệp Nhung ở chung với mình thôi. Hay là dẫn tới ký túc xá ở chung luôn nha. Ấy không có được đâu. Mình là con gái rượu của ba. Mình mà xa ba mình một chút hả là ba mình chịu không được.
À, bây giờ mới lòi ra ai là người nhõng nhẽo hơn rồi nha. Thôi, mình đi. Ừ. Ừ. Alo. Anh Thắng nãy đâu vậy? Sao hôm nay trốn đâu mình không đủ tụi em vậy? À, hôm nay tao bận. Có gì lúc khác được không? Anh đang đâu? Để tụi em kéo tới chung cho vui. Không có anh á, buồn muốn chết luôn à. Buồn hả? Mày mà cũng biết buồn hả? Tụi bay buồn hay là tụi bay nghĩ là không ai chi tiền cho tụi bay ăn chơi hả? Dẹp mẹ tụi bay đi. Có chuyện gì mày tới tận đây hả? Con đến để xem coi cái tòa án thứ hai của ba có vui vẻ và hạnh phúc hay không. Sao mày không ở công ty làm việc mà tới đây làm gì? Mày tính phá đám ba mày hả? Con nghĩ là trong tất cả mọi chuyện con với ba đều là đồng lõa. Vậy mà tại sao từ đó tới giờ ba không tôn trọng con? Mày không hài lòng chuyện gì? Tại sao con không thể nào tự ý quyết định hết tất cả mọi chuyện? Mà vấn đề nào con cũng phải hỏi ý kiến của ba làm sao? Con đâu phải đứa con nít. Bởi vì mày chưa đủ chín chắn để giải quyết những chuyện quan trọng nên ba phải theo sát. Ba làm như vậy là cũng muốn cho mày tốt thôi. Con hiểu ý ba chứ? Vậy theo ba điều gì là quan trọng? Con thử hỏi ba. Cái vấn đề đơn giản nhất là con muốn quyết định sa thải của thư ký riêng của mình. Con cũng không thể nào làm được. Và tất cả mà bản hợp đồng trong công ty, con không thể nào chủ động. Mọi khoản chi thu trong công ty, con không thể nào quyết định được. Vậy ba thử nghĩ coi, con còn mặt mũi nào ở trong công ty nữa không? Ba hiểu rồi. Con về công ty trước đi. Có gì ba sẽ nói chuyện sau với con. Dù sao thì ở đây cũng là ở ngoài đường, không có tiện cho lắm. Ba muốn nói gì ba nói đi. Chẳng lẽ con không tin ba sao? Tối nay ba sẽ giải thích rõ ràng với con. Con xin lỗi ba. Con hơi nóng tính. Mà ba nên nhớ, tài sản đó là của mẹ. Ba không phải là người quyết định tất cả đâu. Nếu như ba có vấn đề gì làm cho con bất mãn thì con xin lỗi, ba không có quyền quyết định gì hết. Chào ba. Trời đánh mày dám.